Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Hà Navoli. Hôm nay tôi xin chia sẻ một món, đó là matcha sữa dừa. Món này nguyên liệu thì chúng ta cần chuẩn bị như sau nha các bạn. Thứ nhất là bột matcha. Đây là bột matcha nha. Sữa tươi không đường, nước đường, sữa đặc và nước cốt dừa. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm món này nha. Các bạn đổ vào ly 80ml sữa tươi không đường, 20ml nước đường, 20ml sữa đặc nha các bạn. Các bạn đổ nước đường vào trước, sau đó mình đổ sữa đặc thì cái sữa đặc nó không bị dính cái đít ly nha. Tiếp theo đó là 30ml nước cốt dừa. Các bạn khuấy đều cái hỗn hợp này lên nha. Tiếp theo đó, các bạn trước khi các bạn bỏ đá vào ly thì chúng ta làm một cái thao tác, đó là về matcha. Các bạn chuẩn bị là 3g matcha. Mình sẽ khuấy tan cái bột matcha này với lại 50ml nước sôi nha. Rồi khi cái hỗn hợp matcha nó đã tan hết rồi thì các bạn bỏ đá vào cái ly sữa này. Và cuối cùng là chúng ta sẽ bỏ matcha lên trên. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong một ly matcha sữa dừa. Hy vọng rằng món nước này sẽ giúp cho các bạn thêm một lượng khách vào quán của chúng ta đang kinh doanh. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn các bạn ở video tiếp theo.